lá lành đùm lá gách, lá gách đùm lá nắng, còn tám tuổi tôi là lá tẻ thôi, lá tả thôi đùm lá thời tả. Vô mà. Ê thua rồi, phải quay đầu rồi. Trời ơi, cứ nằm mà xui quá. Nội nào bấm 4 cầu không cố ơi, có hàng gì. Tao luôn. Trời ơi, nãy giờ tao không có để ý. Dạ. Cộng nội đang chuyển qua 4 cầu đi nè. Bốc, mày chắc chó mày ngủ rồi. Có đâu. Alo, xin chào quý vị khán giả. Bữa nay là ngày 27 tháng 1 năm 2024. Mà em siêu nó 23 nữa, sáng sớm cả lắm. Tối qua cả nhà thấy sang đi xuyên đêm phát quà bên Bình Thuận, ấy bên Lâm Đồng, xong chạy qua Bình Thuận. Thì sáng nay sẽ phát quà bên Bình Thuận, thì còn 2 tấn mấy gạo để phát cho bà con nghèo. Thì đấy, sẽ nhờ xe cảnh sát bữa nay là hộ tống sang đi phát. Cái xe cảnh sát đó là chở số gạo mà sang còn dư trong đợt 5 tấn gạo đợt trước rồi sang phát phần nữa, còn phần nữa gỡ bên chỗ công an. Rồi bữa nay là tiếp tục đi phát tiếp. Thì trên xe sang còn sữa, rồi mượn cái xe cảnh sát quăng gạo chở bỏ lên để chở đi. Giờ này là 7:30 sáng, điểm đến của sang là ngày hôm nay là huyện Bắc Bình. Bữa nay sang phát hai điểm Bắc Bình và cái Hàm Thuận Nam đó. Trời giờ nó phát hướng bắc, hướng bắc là một hướng, chơi hướng nam đi ngược chổi ngược vậy đó, không chơi hướng nào chơi chổi ngược vậy đó. Tại vì sáng sớm cả nhà cũng thông cảm, 8 tuổi tôi chưa có ăn sáng, lâm gia thì nói nhiều chút xíu để cho cái không khí trong này nó bay ra bớt, để nó khỏi bị hoành hành trong cái nội tạng. Mà hoành hành trong cái nội tạng thì cái nội tâm nó không được tĩnh tâm đó. Cho nên là thử anh nói hơi nhiều, cười với mày. Rồi bây giờ mời cả nhà dõi theo hành trình của sang nha. Đi thôi, để coi hôm nay gặp bà con như thế nào, chắc vui lắm rồi. Tết mà, Tết đến xuân về, chia sẻ yêu thương với những gia đình hoàn cảnh khó khăn, đó là cái điều mà thật sự ta nói mà, lá lành đùm lá gách đùm lá nắng, còn tám tuổi tôi là lá tẻ thôi, lá tả thôi đùm lá thời tả. Vô mà. Hỏi thì đó là cả nhà ơi, đây xe đây. Có ai mà giống như Tấm Sang không? Chơi xe cảnh sát mà nhờ chở đồ đi từ thiện. Ai mà đi làm giống là làm từ thiện giống Tấm Sang chưa? Từ quân đội, cảnh sát thôi. Là phụ Sang là làm những công tác xã hội hết. Đấy đó. Bữa nào mượn cái xe đó đi du lịch chơi thì còn bộ ngon à. Đi khỏi tờ sợ tốn tiền đóng phạt á. Thôi kiểu gì chỗ nào ăn sáng đó rồi đi tiếp quá. Ok, đi chăng. Mọi người đang đi phát thì xe dọc đường đang có vấn đề nha mọi người. Xe đang gặp một chút vấn đề trục trặc. Đây, để cho mọi người coi. Đây, sư phụ với anh Sự rồi đang xem thử xe có tình trạng vấn đề gì. Tại con nghe sư phụ nói là lúc mà quẹo xe nó bị cứng. Để con hỏi sư phụ nha. Nó bị gì nó nhớt xì nó lít á. Dài nhớt.
xíu ông mới hỏi mọi người nghe nha. Ê thua rồi, phải quay đầu rồi. Trời ơi, cứ nằm mà xui quá. Ủa xe bị gì sư phụ? Do tối hôm qua mình quay đầu ở đường, tối thua nó mò không có thấy trên chỗ cái đường đồi á, thì nó bị sụp hố, sụp hố rồi nó bay xe lên luôn. Nó bị xì nhớt của cái phục á, cái hệ thống treo á, bây giờ nó xì nhớt, nó sáng nay nó hết nhớt. Ây, đây trong này để tìm cái hãng pho gần ở Bình Thuận. Nó bị bên bánh trước nó có nguy hiểm, giờ cái hệ thống treo nó không có xử lý được, nó cứng, nó đánh lái nó không có đánh lái được hết, đánh lái là đánh lái không được hết. Chạy thì chạy đường thẳng thì nó không có lắc, nhưng mà nó đang xỉa, cho nên bây giờ chắc có lẽ sang để không, giờ sang phải để cho ở bên công an họ đi phát giùm cho sang rồi. Sang mới quay đầu về rồi. Hẹn họ cách đây 9 ngày. Rồi sang mới chạy vô cho xem. Chỗ này đi nữa đi không được rồi. Quốc lộ A với quốc lộ 28B. Thôi quay đầu thôi. Sang chạy xe mấy chục năm nay liên quan những gì cái hệ thống cái bánh trước, liên quan tới bánh trước là mình phát hiện ra mà nó có vấn đề gì đó, mình khả nghi đó, là phải kiểm tra liền. Nếu không kiểm tra mình chạy đường xa vận tốc cao là lỡ không ai nó xảy ra sự cố là cực kỳ là nguy hiểm. Thứ nhất là nguy hiểm đến cho người khác, và nguy hiểm đó cho mình. Cho nên bây giờ buộc Sang phải là bàn giao là cái số gạo cho bên phía lực lượng công an tỉnh Bình Thuận để mà đi phát. Sang phải quay đầu quá, quay đầu phải đi kiểm tra. Và giờ gần hết rồi, nếu mà lỡ như mà nó có hư cái hệ thống treo đổ này kia nọ đó, đặt hàng nó hơi khó. Thì cái này Sang ôm cua, ôm cua quay đầu lại thì cái đoạn đường đó là nó không có đèn đường, có mấy cái hố sát lại. Sang vừa ôm cua một cái là cái bánh bên đây nó gớt xuống, gớt xuống cái đùng luôn, nó bay lên ngược lên lại, gớt hố sâu lắm, cả cái lường ở dưới luôn, cái bộ giáp thép giáp gầm đó. Nhưng mà lúc mà xong rồi mình chạy cũng bình thường, không có thấy gì hết. Và tới bữa nay thì sáng nay thì đánh lái mình thấy nghi rồi. Sáng ở trong nhà khách của công an, nhà khách xóm 3 Cầu Thắng ở nhà khách công an tỉnh Bình Thuận. Sáng quay đầu ra là thấy đánh lái, thấy nó cứ nhắc à.
đánh hết lái rồi đạp không có đi được luôn, do cái hệ thống trục, cái trục hệ thống treo của nó cân bằng điện tử. Khi một bên mà nó có cái vấn đề gì là nó không có xử lý đồng bộ, mà để cho cái trục bánh nó theo cái định hướng nó chân chui được. Tại cái riêng cái bản của thằng Ford mới Raptor 2023 thì cái bản này là cái bản hệ thống treo của nó là xử lý bằng cân bằng bằng điện tử, cho nên điện tử ra một trong bốn bánh nó có vấn đề gì là nó không có cân bằng được cả cái hệ thống, nó ảnh hưởng tới cái thắng luôn. Khi một chục bánh mà nó bị rồi, sang có cảm giác là thắng hiện tại bây giờ nó không giống như một khi thắng là nó dính, thắng là dính, giờ thắng là nó hơi trôi trôi tí, phải nhá thắng dậm thắng rồi liên tục á, nó ấy. Chuyển qua bốn cầu đi nè, bốc mày chắc có mày ngủ rồi nè. Có đâu, trời ơi, chết tao luôn. Sao vậy sư phụ? Cái kỳ mà chuyển qua cái trục mà là hai cầu, sẽ bó cái bây giờ lại, bó cái bây giờ lại, nó bó cái đó, nó định cầm là bốn bánh, cho nên là cái đó là khi mà nó mình đánh ta lấy nó không cho mình hốt được hết ta lấy đâu, lờ mà mình hốt hết ta lấy nó rất là nặng. Ok, giờ sư phụ đã đến hãng kho nha mọi người. Sau một hồi bị chặt kỹ thuật thì sư phụ cuối cùng đã tới hãng để kiểm tra bảo trì sửa chữa. Giờ đang chuẩn bị là vô trong để đăng ký kiểm định, bắt đầu kiểm định xe lại. Đó. Ở xa chắc mình cũng nghe tiếng xẹt nãy giờ đúng không? Này. Sư phụ vô kiểm tra xe, còn đây là lãnh sự. Đó, giờ sư phụ đang hướng dẫn mấy anh kỹ thuật viên để xem tình trạng xe, nói cho mấy anh nắm về tình hình của xe của mình nha. Mà mình đang chạy một không có lấy gì á, nhưng mà muốn kiểm tra xem có vấn đề gì không, tại sao nó
sữa. Thì có sữa lái hả chú? Sữa nhẹ nhẹ thôi. Đó. Là bữa qua mình có sự cố luôn chú à? Có nữa cơ hố. Bên bánh phụ bên nào. Nếu mà ôm mua tối tối thui là không có đèn. Không phát hiện được cái hố của này nó rớt xuống rồi mà nó rớt qua xuống. Nhưng mà nó rớt rồi xuống rồi chứ. Rớt rồi rớt rồi. Và khi mình gọi đèn đó mình thấy là nó có cái nhưng mà dùng giấc đó là có dấu hiệu là mình phải chú tính cho lý do sao nó dùng giấc. Ok, vậy là sư phụ đã nói cho anh kỹ thuật viên xong biết được tình hình của xe. Này, cho mọi người xem sơ, hãy xem, hãy xem nha. Này, rất là lớn. Cho em nó đi bác sĩ kiểm tra thì nó đang là thuốc lá một tí và cái việc mà xì nhớt chỗ phẫu thuật á thì người ta cũng phát hiện xì, người ta kêu đi thời gian để xem coi nó có vấn đề gì không rồi tiến hành bảo trì luôn. Nhưng mà sang không ăn ý tức có nghĩa là nó có xì nhớt là nó có dấu hiệu là mầm mống bệnh nó giống như con người ta thôi ăn nhiều quá quá tải rồi nó phải bắt đầu nằm liệt giường liệt chiếu nó là vậy đó. Rồi bây giờ cuối cùng thì sang bị lỡ cái chuyến mà đi phát quà thôi thì cho nên thì sang quyết định quay về sang giao lại cho mọi người đi phát giùm cho sang. Xin hình ảnh Sang đăng hình ảnh thôi và mong quý vị thông cảm chứ Sang đã bỏ công ty từ ở bên mình Lâm Đồng đi về tới Bình Thuận bên đây sáng nay cả nhà thấy đi cùng với xe cảnh sát rồi mới chạy chút rồi Sang thấy nó cái tay lái nó có vấn đề tuy rằng nó mới bị có chút xíu rồi nha là mình cảm giác nó khó chịu và y như gần vô kiểm tra nó bị lạc tí nhưng mà cái dạng mà bị xì nhất của cái phụ cấp thì lấy tay rồi vô thì nó không còn kịp nữa nó giống như là qua nó gớt xuống cái nó trào nhớt ra ít rồi nó ướt bây giờ nó vẫn khô đó, nó khô rồi vô nó vẫn khô nhưng mà cái dấu ẩm ướt mà nhớt nó xì của ngày hôm qua thì nó còn đậm cái màu rồi cái dấu xì vẫn còn
nhưng mà bây giờ vợ cái tay vô thì nó vẫn khô đó. Cho nên thì thử ra nói thì mình thận trọng khi đi xe, mình thận trọng về cái kỹ càng về xe cộ và hiểu biết về xe cộ tí thì nó đỡ hơn, tránh những cái phiền toái rắc rối gì sau khi mà mình chạy đi, đặc biệt là sang và đi thường xuyên, và đi xuyên Việt luôn, bỏ một ngày sang di chuyển càng mấy trăm cây, ngày nào cũng vậy. Cái xe mới lấy là cho đâu có được nhiều ngày đâu, là hôm nay là 20,702 km. Ghê không? Ở đây có mấy tháng rồi. Chưa được 3 tháng nữa. Thôi, bây giờ Sang xin phép quý vị khán giả cho Sang kết thúc video tại đây. Thì trình phát quả Bình Thuận đã vỡ kế hoạch, mong mọi người thông cảm. Rồi sau đó Sang về Sài Gòn để chuẩn bị cho cái hành trình kế tiếp là về dòng Diện Kiên Giang để mà làm lễ bàn giao nhà tình thương tiếp cho vợ chồng anh Ngọt. Và bên cạnh đó thì Sang có lang thang nhiều chuyện trộn lựu đạn ở đâu nữa hay không thì cả nhà nhớ hóng nha. Nhưng mà nói gì nói, cảm ơn quý vị rất là nhiều vì đã luôn đồng hành với Sang trên mọi nẻo đường, mọi lúc mọi nơi. Xin chân thành cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại ở những cái video sau. Goodbye. Ở đây giờ vô tới thành phố Phan Thiết rồi.